Thầy xin chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta đến với môn thể dục lớp 8. Sau đây, thầy mời tất cả các em chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Về nội dung của buổi học ngày hôm nay, để chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ sắp tới, hôm nay chúng ta sẽ ôn lại 10 động tác của bài thể dục nhịp điệu. Chúng ta đến với động tác thứ nhất là bước gặm chân. Nhịp 1. Chân trái nâng gối lên và giảm xuống, chân phải nâng lên, hai tay co ngang dọc theo thân, bàn tay nắm hướng ra trước. Nhịp 2, chân phải giảm xuống, chân trái nâng lên, hai tay đang chéo, duỗi lên cao, chế hình chữ V, bàn tay xòe hướng ra trước. Nhịp 3, chân thực hiện như nhịp 1, hai tay đang chéo cao trên đầu, tay phải đặt trước. Nhịp 4, thực hiện trở về như nhịp 2. Nhịp 5, 6, 7, 8. Thực hiện như nhịp 1, 2, 3, 4. Động tác số 2, chuyển hông ngang. Nhịp 1, chân trái bước sang ngang, hông chuyển sang trái. Hai tay quay khuỷu tay vào trong, tay trái duỗi thẳng, ngang, chết dưới. Tay phải co sát hông, bàn tay xòe hướng về sau. Nhịp 2, hông chuyển sang phải, đổi tay bên phải. Nhịp 3, thực hiện trở về nhịp 1. Nhịp 4, thực hiện trở về nhịp 2. Nhịp 5, 6, 7, 8, thực hiện như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng đổi bên. Động tác số 3, tách chân khuỵu gối. Nhịp 1, chân trái chuyển rộng sang ngang, hai gối khuỵu. Hai tay vòng sang ngang lên cao, đang chéo. Tay phải đặt trước, lòng bàn tay hướng ra trước. Nhịp 2, hai chân duỗi thẳng, hai tay hướng cao, chết chữ V, lòng bàn tay hướng ra trước. Nhịp 3, hai chân khuỵu gối, hai tay vòng sang ngang đang chéo chết trước, tay trái đặt trên. Nhịp 4, hai chân duỗi thẳng, hai tay ngang chết dưới, lòng bàn tay hướng vào trong. Động tác số 4, đặt mũi chân trước. Nhịp 1, chân trái nâng và đưa ra trước, đặt mũi bàn chân, hai tay co ngang đầu, bàn tay xòe ra hướng trước. Nhịp 2, chân trái bước khép trở về sát chân phải, hai tay co chéo trước mặt, tay phải đặt trước. Nhịp 3, thực hiện như nhịp 1 nhưng đổi chân. Nhịp 4, thực hiện như nhịp 2 nhưng đổi bên. Nhịp 5, 6, 7, 8, thực hiện như nhịp 1, 2, 3, 4. Động tác số 5, đặt gót trước. Nhịp 1, chân trái bước ra trước đặt gót, chân phải khuỵu gối, hai tay duỗi thẳng trước, chết dưới, xòe bàn tay ra trước. Nhịp 2, chân trái bước thu về sát chân phải, hai tay đang chéo co vào trước ngực, tay phải đặt trước, hai bàn tay khép ấp vào thân. Nhịp 3, thực hiện như nhịp 1 nhưng đổi chân. Nhịp 4, thực hiện như nhịp 2 nhưng đổi bên. Nhịp 5, 6, 7, 8 thực hiện như nhịp 1, 2, 3, 4. Động tác số 6, bật co duỗi. Nhịp 1, hai chân bật, chân trái co về sau, hai tay co đặt hai bên hông, bàn tay nắm ngửa. Nhịp 2, hai chân bật, chân trái duỗi thẳng ra trước, chết dưới, hai bàn tay duỗi thẳng, đang chéo chết trước, tay trái đặt trên. Nhịp 3, thực hiện như nhịp 1 nhưng đổi chân. Nhịp 4, thực hiện như nhịp 2 nhưng đổi bên. Nhịp 5, 6, 7, 8, thực hiện như nhịp 1, 2, 3, 4. Động tác số 7, bật chậm chân, kiển gót. Nhịp 1, chân trái bật tiến khép với chân phải hướng chết phải, hai gối khuỵu và kiển gót, thân người hơi gập, tay co đang chéo trước mặt, tay phải đặt trước, bàn tay nắm. Nhịp 2, hai chân bật chậm thẳng chân lùi về chết trái, hai tay ngang chết dưới, bàn tay duỗi sắp. Nhịp 3, thực hiện như nhịp 1 nhưng đổi bên. Nhịp 4, thực hiện như nhịp 2 nhưng đổi bên. Nhịp 5, 6, 7, 8, thực hiện như nhịp 1, 2, 3, 4. Động tác số 3, tách chân khuỵu gối.
Nhịp 1, chân trái chuyển động sang ngang, hai gối khuỵu, hai tay vòng sang ngang lên cao đang chéo, tay phải đặt trước, lòng bàn tay hướng ra trước. Nhịp 2, hai chân duỗi thẳng, hai tay hướng cao chết chữ V, lòng bàn tay hướng ra trước. Nhịp 3, hai chân khuỵu gối, hai tay vòng sang ngang đang chéo chết trước, tay trái đặt trên. Nhịp 4, hai chân duỗi thẳng, hai tay ngang chết dưới, lòng bàn tay hướng vào trong. Động tác số 9, bật tách chậm. Nhịp 1, hai chân bật tách dọc, chân trái ra trước khuỵu gối, chân phải về sau thẳng đứng trên nửa bàn chân. Tay trái duỗi thẳng sang ngang, tay phải duỗi thẳng ra trước, hai bàn tay sắp. Nhịp 2, hai chân bật chậm trở về, hai tay co ngang trước ngực, hai bàn tay nắm. Nhịp 3, bật tách hai chân sang ngang, hai gối khuỵu, hai tay dang ngang, lòng bàn tay sắp. Nhịp 4, hai chân bật chậm trở về, hai tay vỗ cao trên đầu. Nhịp 5, 6, 7, 8, thực hiện như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng đổi bên. Động tác số 10, bật lăn chân. Nhịp 1, chân trái bật lăn ra trước, chết dưới, hai tay duỗi thẳng ngang, chết dưới. Nhịp 2, chân phải bật ra trước, chết dưới, hai tay duỗi thẳng ngang, chết dưới. Nhịp 3, thực hiện như nhịp 1. Nhịp 4, thực hiện như nhịp 2. Nhịp 5, 6, 7, 8, thực hiện như nhịp 1, 2, 3, 4. Sau đây, thầy mời tất cả các em chúng ta sẽ xem video clip tập luyện 10 động tác của bài thể dục nhịp điệu lớp 8. Bye.
Chúng ta đã ôm lại 10 động tác của bài thể dục lớp 8. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Chúc tất cả các em hoàn thành bài kiểm tra thật tốt. Thầy xin chào tất cả các em.